Rồi, hello anh em nha. Hôm nay mình thanh lý cho anh em vài bộ đầu quay 110i nha anh em. Quay 110i là dòng xe quay quay 110 đời mới ở Việt Nam mình á, anh em hay gọi là dòng quay 110 đời mới. Đầu xài cam một lỗ nha anh em. Đầu xúc bắp 22-27, phù hợp với cấu hình máy 53 trở lên nha. Đây là vỏ đầu Thái, vỏ đầu hai cây xúc bắp nha anh em. Thì cái vỏ đầu này hôm nay mình thanh lý luôn nha anh em, giá chỉ 650, vỏ đầu hai cây xúc bắp nha. Đó, đầu Thái mới 100% nha anh em, chưa qua sử dụng nha. Đầu này là đàm gọi là đầu quay 110i, làm theo form của FI nha anh em. Còn anh em xài xăng cơ thì mình về mình để cái co xăng xăng cơ lên khoan gian răng mình bắt thôi ha. Đó, đầu đúc 100% nha anh em, mới 100%. Đó, mình thanh lý. Mã là KWW nè anh em. Đầu xài cam một lỗ nha. Giá thì mình thanh lý một cái vỏ đầu này giá chỉ có 650 một cái thôi nha. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo nha. 0933996332. Anh em về thường thường là những vỏ đầu đồ chơi thì người ta làm sẽ gọi là đầu dự gích sẵn, đã mở những cái lỗ này để cho mình về khai phá, thì anh em về có thể móc lỗ xăng bô theo tùy theo ý thích của mỗi lò. Đó. Rồi mình thanh lý nha. Số lượng cũng không nhiều, mình thanh lý là một cái vỏ đầu hai cây xúc bắp là chỉ có giá là 650 thôi nha anh em. Đó, vỏ đầu đồ chơi thì những cái xúc bắp người ta làm rất là ok, rất là dịu nhẹ, không có bị bót nha anh em. Đó. Tất cả dòng xe quay 110 đời mới như quay S110, quay RS110, quay A này kia là ok hết nha anh em. Xài đều được. 650. Anh em cần alo mình nha. Ship anh em tự lo nha anh em. Ship thì khoảng 30-40 ngàn nữa. Cái đó là bên phí dịch vụ người ta sẽ thu.